giới thiệu đường đi lên Thiên Sơn Suối Ngà nhá. Đường đi rất là đấy. Chiều nhá. Đấy. Đi lên khu vực Trung Sơn này. Đây lối vào khu vực. Đấy, đẹp chưa? Thiên Sơn Suối Ngà chúng ta đi từ cổng vào chứ cứ đi thẳng lên nhá, đi thẳng đường lên núi nhá. Núi cao ngất trên. Chim gì đấy. Đây khu đi xuống đâu đây. Wow. Đi lên khu Trung Sơn nhé. Sơn Suối Ngà này. Đấy, núi. Nhìn thấy núi chưa?
ấy. Đây là khu vực cát này. À, cát đẹp chưa? Cát từ trên sườn xuống nhà, quá đẹp luôn.